Người tìm xác, tác giả Lạc Lâm Lang, diễn đọc Thùy Uyên. Tôi bàn bạc với chú Lê, sau đó quyết định sẽ lên đường đến Bắc Kinh vào sáng sớm ngày mai, đến nhà Lê Quốc Đống kia trước rồi tính. Vì thế tối hôm đó, tôi về nhà thu dọn vài bộ đồ đơn giản, chuẩn bị khởi hành tới Bắc Kinh. Sáng sớm hôm sau, Đinh Nhất lái xe đến đón tôi. Vừa lên xe, tôi thấy La Hải đi cùng, vui vẻ chào hỏi. Anh Hải, lâu quá không gặp. La Hải cười cười. Năm mới ăn đến béo ú rồi. Tôi cúi đầu xem rồi nói. Rõ rệt thế à? Sao ai cũng thấy qua năm mới là em béo lên nhỉ? Chú Lê bất đắc dĩ nói. Cháu không nhìn ra được thì sờ mỡ bụng đi. Xem thử đã bao lâu chưa vận động rồi. Tôi cười ngây ngô nói. Thôi được, béo thì béo, béo mới có phúc. Dọc đường đi, chúng tôi cười cười nói, bầu không khí rất tốt. Chú Lê đưa tài liệu cho La Hải xem. Anh ta đọc xong thì thắc mắc. Đây là máy bay bay trong nước, sao nói mất tích là mất tích luôn vậy? Chương 157. Tôi hiểu ý La Hải vì cũng từng nghiên cứu cẩn thận đường bay của nó. Phần nhiều là bay qua thành phố đông dân cư. Không thể có chuyện nó rơi mà không một ai biết được. Liệu máy bay có thể đổi đường bay không? La Hải nghi ngờ. Nhưng chú Lê lại lắc đầu. Có lẽ không đâu. Tuy đây chỉ là máy bay tư nhân, nhưng nếu muốn cất cánh thì cũng phải xin phép cục hàng không trước. Còn phải báo cáo đường bay và thời gian cất cánh nữa. Sao có thể nói sửa là sửa luôn được? Tôi nghĩ cũng đúng. Dù sao cũng là chuyến bay trong nước, nếu bay lung tung thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho dù chủ máy bay có muốn thì phi công cũng sẽ không đồng ý. Xem ra việc lần này cũng đơn giản như vậy thôi, nhưng tôi đã tạo thành thói quen làm phức tạp lên từ lâu. Độ khó công việc càng cao thì càng có tính khiêu chiến, tôi lại càng thấy hứng thú. Buổi trưa, chúng tôi đã đến biệt thự Lệ Đô Hoa Viên của Lê Quốc Đống ở Bắc Kinh. Một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ra mở cửa, tự xưng là Ngụy Tuyết Giai, vợ của Lê Quốc Đống, cũng chính là người bỏ vốn lần này. Cô ấy mời chúng tôi vào nhà, gọi giúp việc mang trà lên, sau đó đau buồn nói. Chồng tôi đã mất tích lâu như thế, tôi thật sự rất sốt ruột nên mới tìm đến chị Bạch. Nhờ chị mời các anh đến đưa anh ấy về nhà giúp. Cứ mơ hồ như thế này thật quá sức chịu đựng. Nói xong, cô ấy lấy khăn tay lau lau khóe mắt. Lúc chú Lê trò chuyện, tôi cẩn thận quan sát nhà của vị đạo diễn lớn này. Phong cách bài trí đều có liên quan đến bộ phim do ông đạo diễn. Có mấy bộ tôi đã từng xem nhưng lại không biết là do ông ấy làm. Trên tường có treo vài bức ảnh, có lẽ cô vợ trẻ này từng là diễn viên nhưng chưa nổi tiếng thì đã trở thành vợ đẹp của đạo diễn Lê rồi. Chú Lê vẫn đưa ra mấy điều kiện để chúng tôi tìm xác như trước. Ngụy Tuyết Giai đồng ý hết. Lúc đề nghị tìm thứ mà Lê Quốc Đống rất thích, cô ấy chẳng cần nghĩ ngợi gì mà đưa chúng tôi đến trước một chiếc tủ thủy tinh. Trong này đựng cúp mà anh Lê nhận được lúc còn sống, chắc chắn là thứ anh ấy yêu nhất. Xem thử mới thấy, thì ra đây là tủ thủy tinh để đặt cúp. Đa số là các cúp đoạt giải thưởng của các bộ phim nổi tiếng trong nước, thậm chí còn có vài cái là của nước ngoài. Tôi tùy tiện cầm một cái lên. Không có cảm giác gì, nhưng tôi biết điều này cũng bình thường. Đạo diễn lớn như ông ta đương nhiên cũng chẳng thích hết các cúp được. Trong đó chắc chắn sẽ có một cái mà ông đắc ý nhất, kiêu ngạo nhất. Quả nhiên, lúc cầm lấy chiếc cúp của Liên hoan phim quốc tế Berlin, gần như toàn bộ ký ức của Lê Quốc Đống về điện ảnh
ồ ạt tràn vào đầu óc tôi. Người này cũng được coi như là nổi tiếng khi còn trẻ. Lúc ấy, ông ta đã quay một bộ phim phóng sự ở nước ngoài và đoạt giải thưởng. Từ đó về sau, lên như diều gặp gió. Ông còn có một người vợ trước, lúc vừa mới bắt đầu dốc sức vào sự nghiệp, đã cùng ông trải qua hầu hết những nốt thăng trầm trong cuộc đời. Tiếc là những cặp vợ chồng như thế thường không bạc đầu với nhau được. Mấy năm trước, ông ta ngoại tình với cô vợ bây giờ là Ngụy Tuyết Giai, suýt nữa đã trở thành tiêu điểm bị mọi người chỉ trích. Cũng may vợ trước tốt bụng, tuy không làm vợ chồng được nữa, nhưng cũng không đến mức muốn hủy hoại ông ta. Vì thế, bà ấy đã đăng một bài thanh minh từ một phía, rằng hai người đã ký đơn ly hôn từ một năm trước rồi. Nhưng thật ra lúc đó, hai người chưa hề tiến hành bất cứ thủ tục ly hôn gì cả. Sau cùng, Lê Quốc Đống cũng coi như có lương tâm cho vợ cũ của mình một số tiền cấp dưỡng hậu hĩnh. Hơn nữa, hai người cũng không có con cái gì, nên từ đó họ không liên lạc với nhau. Nhưng sau khi Lê Quốc Đống kết hôn với kẻ thứ ba, thì sự nghiệp của ông ta lại dậm chân tại chỗ. Tuy cũng quay vài bộ phim lớn, nhưng tình trạng phòng vé rất ảm đạm. Cuối cùng, nổi danh là độc dược phòng vé. Nếu không phải mấy năm nay thất bại, thì ông ta cũng không đến nỗi phải đi quay bộ phim kinh dị này. Nhưng ông ta vẫn có dã tâm muốn thông qua bộ phim kinh dị này để xoay chuyển. Thế là sau khi nghiên cứu kịch bản xong, ông ta bỏ hết, rồi quyết định tự viết. Phía nhà làm phim đương nhiên cũng muốn để Lê Quốc Đống quay, dù sao thì lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Việc ghi kịch bản do đích thân đạo diễn nổi tiếng Lê Quốc Đống tự khai đao chắc chắn sẽ thu hút hơn là một biên kịch nhỏ mới vào nghề nhiều. Thế là phía nhà làm phim đã dừng tiến độ của bộ phim lại, chờ Lê Quốc Đống viết kịch bản xong. Nam chính lúc đó đã được chọn rồi. Tuy Lê Quốc Đống rất không vừa lòng, nhưng cũng không thể làm mình làm mẩy được, đành phải thỏa hiệp việc nam số 1 với nhà làm phim. Nhưng trong việc tuyển vai chính, ông ta vẫn khăng khăng phải dùng người mới. Theo như ông ta nói, thì chỉ có dùng diễn viên mới thì mới có thể trở thành hắc mã phòng bán vé được. Lại nói thêm, Lê Quốc Đống rất tin tưởng vào kịch bản này của mình. Nguyên gốc hùng tâm vạn trượng của kịch bản chính là câu chuyện mà ông ta đã từng trải qua nên hiểu rất rõ. Bởi thế, ông ta mới có lòng tin đến vậy, cho rằng lần này mình chắc chắn sẽ lại huy hoàng. Câu chuyện diễn ra vào những năm đầu thời kỳ dân quốc. Nhân vật chính trong đó là một người phụ nữ Trung Quốc cực kỳ bi kịch. Cô ấy tên là Đỗ Quyên, sinh ra trong một hộ gia đình nhỏ. Mẹ chết sớm, bố lấy mẹ kế, sau đó sinh được hai đứa em trai. Bố cô buôn bán nhỏ, chủ yếu là kinh doanh thuốc nhuộm. Đỗ Quyên rất đẹp, cực kỳ giống bà Liễu Mai, mẹ mình. Trước kia, nhà bố Đỗ Quyên nghèo rớt mồng tơi, còn Liễu Mai thì lại là tiểu thư con nhà giàu. Nhưng vì bố cô, bà đã quyết liệt với người nhà, khăng khăng phải lấy người đàn ông hai bàn tay trắng này. Còn người đàn ông may mắn đó cũng nhờ vào số tiền hồi môn của nhà vợ, làm vốn buôn bán thuốc nhuộm. Tuy cuộc sống vất vả nhưng cũng coi như là hạnh phúc, về sau còn sinh ra Đỗ Quyên. Tiếc là tiệc vui chóng tàn, lúc Đỗ Quyên lên ba, bà Liễu Mai bệnh nặng. Tuy nhà khó khăn nhưng bố Đỗ Quyên vẫn lấy hết tiền tiết kiệm ra chữa bệnh cho bà. Vậy mà vẫn không thể cứu được mạng Liễu Mai. Cũng từ năm đó, Đỗ Quyên mồ côi mẹ. Lúc ấy cô còn nhỏ, không biết mẹ đi đâu. Mãi đến khi vợ mới của bố về nhà, cô mới biết rằng mẹ mình đã chết rồi. Người phụ nữ mà bố Đỗ Quyên vừa cưới về tên là Bạch Trân Trân, nhà làm đậu phụ. Vừa vào cửa, bà ấy đã lo liệu hết việc nhà một cách chỉn chu, đối xử với Đỗ Quyên cũng khá tốt. Nhưng về sau, mọi chuyện lại thay đổi. Vì Đỗ Quyên có em trai, mẹ kế phải chăm lo cho em ấy,
nên mọi việc trong nhà đổ hết lên đầu Đỗ Quyên chỉ mới 10 tuổi. Bố Đỗ Quyên rất ít khi ở nhà. Mỗi lần về, mẹ kế đều giả mù xe mưa, đối xử với Đỗ Quyên rất tốt. Đến khi bố cô đi thì lại trở về bộ mặt thật. Tình trạng như thế tiếp diễn, mãi đến khi đứa em trai thứ hai của Đỗ Quyên được sinh ra, cuộc sống của cô trở nên càng khó nhọc hơn. Năm đó cô 15 tuổi. Mẹ kế thấy Đỗ Quyên ngày càng lớn, chỉ cần trông thấy cô là lại nhớ đến bà vợ trước đã chết, nên ngày nào cũng động viên bố Đỗ Quyên gả cô đi. Ban đầu bố cô còn không chịu, vì tuổi con gái còn bé. Nếu bây giờ gả đi, chỉ sợ sẽ bị nhà chồng ức hiếp. Chương 158. Mẹ kế càng ngày càng coi Đỗ Quyên như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Ngày nào ở nhà không đánh thì mắng. Cuộc sống của Đỗ Quyên trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Mãi cho đến một ngày, vì trời mưa nên bố Đỗ Quyên về sớm hơn bình thường. Trùng hợp gặp cảnh vợ mình đang đánh Đỗ Quyên. Ban đầu bà ta còn nói dối là Đỗ Quyên trượt tay làm vỡ bình hoa trong nhà, nên nhất thời tức giận mới ra tay. Nhưng bố Đỗ Quyên xem vết thương trên người con gái, lại phát hiện ra rất nhiều vết thương cũ, nên biết Đỗ Quyên ở nhà thường xuyên bị đánh. Tuy rất đau lòng, nhưng ông cũng chẳng có cách nào. Trong mắt ông, sớm muộn gì Đỗ Quyên cũng phải lập gia đình. Còn vợ ông thì lại là người phụ nữ đã sinh cho mình hai đứa con trai. Để Đỗ Quyên không phải tiếp tục chịu khổ, người bố ngu muội đó đã đồng ý gả cô đi. Nhưng không ai ngờ, nhà chồng mà người phụ nữ độc ác kia tìm cho Đỗ Quyên lại là gia đình họ Triệu nổi tiếng giàu có. Nhưng ông Triệu này cũng đã hơn 50, còn già hơn cả bố cô. Trong nhà lão già này đã có 4 cô vợ bé rồi. Đỗ Quyên gả về đó chính là người thứ 5. Đỗ Quyên vốn nhỏ tuổi, vừa vào nhà đã bị ức hiếp, bị 4 người vợ bé kia bắt nạt còn chưa nói. Ngay cả người hầu trong nhà cũng tỏ thái độ với cô. Tuy ông Triệu tỏ ra hiền hòa, nhưng chỉ cần vừa vào cửa phòng là đã cấu véo, ngược đãi cô cả đêm. Đỗ Quyên đáng thương nhỏ tuổi đã phải chịu những nỗi khổ này, khiến cô dần dần căm hận đàn ông. Bất kể là bố mình hay ông Triệu, đám đàn ông này đều có thể khinh thường vận mệnh của cô, không hề nảy lòng thương cảm. Đỗ Quyên sống cực khổ được 3 năm, mãi đến khi 18 tuổi, cô mới gặp được một người đàn ông thật sự khiến mình động lòng. Vợ cả của ông Triệu đã qua đời từ lâu, để lại cho ông ta một đứa con trai là đích tôn trong dòng. Ông Triệu sợ con ruột bị ức hiếp, nên dù đã cưới nhiều vợ bé như vậy, nhưng vẫn không có ai được lên làm vợ cả. Về phần những cô gái này, ông Triệu đã nói trước, khi họ vừa vào cửa, rằng nếu ai có thể sinh hạ được con trai thì sẽ được lên làm vợ cả. Nhưng chẳng hiểu sao, bụng mấy cô gái đó vẫn chẳng có dấu hiệu gì. Đừng nói là con trai, cho dù là một quả trứng cũng chẳng có ai sinh được. Đứa con trai này của ông Triệu tên là Triệu Khiêm. Năm 15 tuổi, anh ta được bố đưa ra nước ngoài du học. Mãi đến 20 tuổi mới trở về, chuẩn bị thừa kế gia nghiệp. Tính ra, anh ta lớn hơn Đỗ Quyên 2 tuổi. Sau khi Triệu Khiêm học xong trở về, phát hiện trong nhà có một dì năm còn nhỏ hơn mình 2 tuổi. Việc này khiến anh ta rất sốc, căm hận gia đình phong kiến mục nát này đến tận xương, nhưng lại không dám phản kháng bố. Mẹ Triệu Khiêm chết sớm, ấn tượng duy nhất của anh ta về mẹ chính là bà lúc nào cũng chải chuốt mái tóc cẩn thận, luôn luôn đoan trang, nghiêm túc, đầy khí chất của tiểu thư khuê các. Hơn nữa, anh ta còn nhớ mẹ mình bó chân. Mấy cô vợ bé mà ông Triệu lấy về trước đó, nếu không phải ả đào thì cũng là kỹ nữ. Người nào người nấy đều phong trần,
vốn chẳng thể so sánh với một cái móng tay của mẹ. Nhưng khi nhìn thấy Đỗ Quyên, anh ta lại có một cảm giác mãnh liệt rằng cô gái quy củ trước mắt này chính là dáng vẻ lúc trẻ của mẹ mình. Nhất là đôi chân bó kia lại khiến lòng Triệu Khiêm đau âm ỉ. Anh ta biết trong lễ chế của xã hội phong kiến Trung Quốc, bó chân cho phụ nữ là một cực hình rất đỗi tàn nhẫn. Anh ta cho rằng mỗi con người đều ngang hàng với nhau. Dù ở Trung Quốc lúc bấy giờ, không thể có việc nam nữ bình đẳng chân chính được. Tối thiểu cũng chỉ có thể để phụ nữ sống có chút tôn nghiêm thôi. Đối mặt với một cô gái số khổ như vậy, từ lòng từ bi ban đầu, Triệu Khiêm trở nên thấy thương tiếc cô. Hai người vốn đang là trai gái trong độ tuổi thanh xuân, dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Người đang yêu vốn không thể giấu nổi đôi mắt mình. Chuyện giữa bọn họ nhanh chóng bị dì Tư, Lãnh Sương phát hiện. Lãnh Sương này xuất thân là đào, cũng là người không ức hiếp Đỗ Quyên trong đám vợ bé. Cô ấy thương hại Đỗ Quyên vì viện của hai người kề nhau, nên chẳng biết Lãnh Sương đã nghe Đỗ Quyên lén lút khóc một mình biết bao nhiêu đêm rồi. Mãi đến khi Triệu Khiêm về nhà, tiếng khóc của Đỗ Quyên mới dần ngừng lại. Thấy đôi tình nhân nhỏ lén hẹn hò trong chốn nhà cao cửa rộng này, Lãnh Sương vừa hâm mộ cũng vừa lo lắng thay. Cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác phát hiện. Trong căn biệt thự rộng lớn này, chẳng còn mấy ai có lương tâm nữa, vì người có lương tâm đều chết rất thảm thiết. Triệu Khiêm ngày nào cũng phải nhìn Đỗ Quyên chịu cực trong nhà, nên manh động muốn nghĩ cách đưa cô trốn đi. Nhưng sự nhu nhược tận xương khiến anh ta không dám hành động. Mãi cho đến một ngày, Đỗ Quyên đang ăn cơm thì chợt nôn ọe không ngừng. Ông Triệu trông thấy thì sinh nghi, bèn phái người mời thầy Lang đến xem bệnh. Vừa bắt mạch xong, thầy Lang đã ôm quyền chúc mừng ông Triệu, nói rằng bà Năm có thai. Ông Triệu tỏ vẻ vui mừng, nhưng trong lòng thì dậy sóng thịnh nộ. Người khác không biết thì chẳng bàn, nhưng sao ông ta lại không biết đứa con này có phải con mình hay không? Tại sao mấy cô vợ bé của ông ta mãi không có con? Thì ra sau khi Triệu Khiêm ra đời chưa bao lâu, cũng vì một lần chơi hỏng công cụ sinh con, nên ông ta đã chẳng còn năng lực sinh dục từ lâu. Chỉ thương mấy cô gái trong nhà họ Triệu này như thể người ngu, lúc nào cũng mơ mộng hão huyền có thể sinh con trai. Sau khi thầy Lang đi rồi, ông Triệu túm tóc Đỗ Quyên, kéo cô vào viện, chất vấn xem thằng đàn ông cô vụng trộm kia là ai. Đỗ Quyên tuy trông nhu nhược, nhưng thực chất lại là một cô gái kiên cường. Cô chỉ cắn chặt răng ngà, không hé lấy nửa chữ. Ông Triệu biết đứa con hoang trong bụng cô không phải của mình, đương nhiên chẳng hề thương tiếc, cầm roi quật mạnh vào người Đỗ Quyên. Mãi đến khi cả người cô chẳng có chỗ nào lành lặn thì mới hài lòng dừng tay. Ông ta còn gọi tất cả hạ nhân là đàn ông trong hậu viện ra, để họ nhìn Đỗ Quyên bị đánh, muốn tìm được gian phu. Nhưng ông Triệu không ngờ rằng Đỗ Quyên lại kín miệng như thế, đã bị đánh sống dở chết dở mà vẫn không nói đứa con là của ai. Lãnh Sương đứng bên cạnh thật sự không nhịn nổi nữa, bèn lên tiếng kêu: "Em ơi, nghe chị Tư đi, em nói người đàn ông đó là ai? Nói rồi có lẽ còn có thể bảo vệ được mạng. Cho dù em không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ." Nhưng Lãnh Sương vừa dứt lời, ông Triệu đã đạp mạnh một cú vào bụng Đỗ Quyên, khiến cô đau đớn hét lên rồi ngất lịm đi. Lúc bấy giờ, Triệu Khiêm đang ở trên tỉnh bôn ba vì chuyện làm ăn của gia đình. Chợt thấy lòng bất an khó hiểu, khiến anh ta không thể an tâm làm việc được. Thế là anh sai người báo lại mấy câu rồi chạy về nhà. Đến khi ngồi xe ngựa về đến nơi,
thì Đỗ Quyên đã bị đánh đến nỗi chẳng khác gì hồ lô máu. Đứa con trong bụng cô cũng đã hóa thành một vũng máu chảy đầy đất. Chương 159. Triệu Khiêm sợ ngây người. Lúc anh ta ra ngoài vào buổi sáng thì Đỗ Quyên vẫn còn đương tốt lành. Sao chỉ mới đến trưa mà cô đã thành ra như vậy? Dì Hai thấy Triệu Khiêm thì nói với anh ta với vẻ mỉa mai. Con điếm Đỗ Quyên kia đúng là con nhỏ mà to gan. Dám vụng trộm với đàn ông thì nên nghĩ đến việc sẽ có ngày này. Triệu Khiêm nổi giận quát. Cấm mồm, thử nói vớ vẩn thêm một câu nữa xem. Cút! Dì Hai sửng sốt. Cô ta chưa từng thấy Triệu Khiêm nhã nhặn, thô bạo như thế bao giờ. Mặt lúc trắng lúc xanh, vội quay về phòng. Đám người hầu hóng hớt lại vội giải tán như chim di tản. Dù sao sau này chủ của viện cũng là đại thiếu gia. Nếu bây giờ đắc tội với anh ta thì chắc chắn sau này sẽ chẳng được yên lành. Triệu Khiêm thấy mọi người đã đi hết nên đi qua bế Đỗ Quyên lên, rồi sai thân tín của mình đi tìm thầy lang. Lúc này Đỗ Quyên mới từ từ tỉnh lại trong lòng Triệu Khiêm. Thấy anh ôm mình, lại nghĩ đến đứa con thì tủi hờn. Nhưng những giọt lệ của cô chỉ quanh quẩn trong hốc mắt chứ không chảy ra. Triệu Khiêm thấy thế lại càng đau lòng hơn. Là anh ta không bảo vệ thật tốt nên mới để cô phải chịu tội lớn như vậy. Nếu trước đó dẫn Đỗ Quyên đi thì đâu còn chuyện như bây giờ. Con của họ cũng có thể được giữ lại. Thời gian thân tín của Triệu Khiêm đi tìm thầy lang lâu hơn tưởng tượng. Anh ta không mời vị vẫn hay xem bệnh cho nhà họ Triệu. Dù sao đây cũng chẳng phải chuyện quang minh gì. Vì thế, anh ta cố ý chạy ra ngoại ô mời một thầy lang khác. Sau khi thầy lang đến, nhìn Đỗ Quyên thì chau mày. Cô gái này sảy thai, hơn nữa còn bị thương, chị e... Triệu Khiêm cắt lời. Tiên sinh, dùng bao nhiêu loại thuốc quý cũng không sao hết, nhất định phải giữ được mạng cho cô ấy. Thầy lang cẩn thận xem mạch cho Đỗ Quyên, cuối cùng cũng lắc đầu liên tục. Tôi chỉ nắm 3 phần là cứu được cô ấy. Triệu thiếu gia, cậu vẫn phải nghĩ kỹ đi. Dù có cứu sống thì cô ấy cũng không thể sinh con được nữa. Đương nhiên, Triệu Khiêm không quan tâm đến chuyện Đỗ Quyên có sinh được hay không. Chỉ cần cô bình an là tốt rồi. Nhưng câu nói đó lại bị Đỗ Quyên đang mông lung nghe thấy. Đứa con mất đi vốn đã khiến cô mất hết ý chí. Vừa nghe thấy mình không thể sinh con được nữa, cô càng không nói nổi nên lời. Lang Trung đang khám vết thương cho Đỗ Quyên, thì ông Triệu phái người đến gọi con trai đến từ đường, nơi thờ cúng linh vị của tổ tiên, bảo là có chuyện muốn nói. Thì ra sau khi ông Triệu nguôi giận, nghĩ ngược nghĩ xuôi mới cảm thấy đám người hầu nam trong viện này không thể là gian phu, còn con mình thì lại rất có khả năng. Triệu Khiêm nghe cha gọi mình qua thì cũng đã đoán được, bèn để quần áo đầy máu đi gặp ông. Ông Triệu thấy con trai mình dính đầy máu thì hiểu đến 7-8 phần, tức đến nỗi lệch cả ria mép. Nghiệp chướng, quy xuống. Con ả Đỗ Quyên này cả người đầy thịt thối, sao mày có thể làm cái chuyện chó má này với nó chứ? Ông Triệu giận dữ gầm lên. Triệu Khiêm sửng sốt. Anh ta mất mẹ từ bé. Ông Triệu lại là người mang nặng tư tưởng phong kiến, làm chuyện gì cũng đều rất cổ hủ. Tuy cưới nhiều vợ nhưng ông ta vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lẽ thường, không làm ra chuyện gì phạm vào luân lý, nên Triệu Khiêm vẫn luôn sợ bố mình. Tuy là con trai ruột của ông Triệu, nhưng trong mắt ông ta, chuyện con trai ăn nằm với vợ bé của mình mà bị đồn ra ngoài, thì có chết ông ta cũng chẳng có mặt mũi nào mà gặp liệt tổ liệt tông. Vì thế, ông Triệu gọi mấy người hầu đã núp từ nãy giờ, sai họ trói chặt Triệu Khiêm đang quỳ dưới đất,
sợ anh kêu lên nên bịt miệng lại. Triệu Khiêm cũng chỉ là một thư sinh yếu đuối, đương nhiên không đánh lại được đám người làm việc thể lực quanh năm này, đành trơ mắt bị bố mình bắt đi, nhốt trong mật thất của Từ Đường. Triệu Khiêm bị trói rồi, ông Triệu sai người đến phòng Đỗ Quyên, đuổi thầy Lang đang xem bệnh cho cô đi. Sau đó cho đóng kín cửa phòng, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Đỗ Quyên đáng thương bị nhốt trong phòng thảm thiết như thế mấy ngày, cuối cùng tắt thở. Triệu Khiêm bị giam trong mật thất, vẫn cho rằng Đỗ Quyên đang dưỡng thương, từ từ hồi phục. Bây giờ chỉ chờ lão gia bớt giận thì sẽ thả mình ra. Lúc anh được thả ra ngoài thì đã là nửa tháng sau, xác của Đỗ Quyên đã bị người khác quấn chiếu chôn sau núi từ lâu. Triệu Khiêm vừa ra ngoài thì nhận ra người hầu trong nhà bị đổi gần hết, không ai biết Đỗ Quyên đi đâu hết. Mấy bà vợ bé cũng chỉ nói là Đỗ Quyên bị lão gia tống về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh rồi. Nhưng Triệu Khiêm lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Đã có mấy lần anh ta định hỏi bố mình xem Đỗ Quyên đi đâu, nhưng vẫn không đủ can đảm để lên tiếng. Mãi đến một ngày, ông Triệu đột nhiên gọi anh đến, nói là việc làm ăn của gia đình ở trong tỉnh đã đến tận Nam Dương. Nhất định phải có một người của mình qua đó làm môi giới, nên ông Triệu để anh ta đi. Đương nhiên là Triệu Khiêm không muốn đi, nhưng lệnh cha khó cãi. Cuối cùng, anh ta đưa ra một điều kiện, mong bố cho mình dẫn Đỗ Quyên đi cùng. Hơn nữa, còn hứa hẹn rằng vĩnh viễn không để cô về lại nhà họ Triệu nữa. Ông Triệu tỏ vẻ đồng ý, nhưng mãi đến hôm lên thuyền, Triệu Khiêm vẫn không thấy bóng Đỗ Quyên đâu. 3 năm sau, Triệu Khiêm ở Nam Dương nhận được thư nhà gửi. Trong đó viết bệnh tình ông Triệu nguy kịch, mong con trai mau chóng trở về. Lúc quay lại căn nhà mà anh ta cho rằng mình sẽ vĩnh viễn không trở về nữa, Triệu Khiêm mới sợ hãi phát hiện người trong nhà đều đã chết hết rồi. Ngoại trừ ông Triệu đang hấp hối thở dốc, lay lắt trên giường bệnh, thì cũng chỉ còn dì Tư Lãnh Sương. Triệu Khiêm lạnh nhạt liếc nhìn bố ruột, chẳng nói chẳng rằng, đoạn lại nhẹ nhàng nói với Lãnh Sương: "Dì Tư, Đỗ Quyên được chôn ở đâu?" Lãnh Sương sững sờ, sau đó lại gật đầu nói: "Đến lúc nên nói cho con biết sự thật rồi." Nói rồi cô ấy mở hòm gỗ lớn sau lưng mình, lấy một đôi hài nhỏ đỏ thẫm ra đưa cho Triệu Khiêm. Anh ta cầm lấy, nhận ra chủ nhân của đôi hài này chính là Đỗ Quyên. Lãnh Sương nhìn đôi hài đau thương nói: "Đỗ Quyên là cô gái đáng thương, đây là thứ duy nhất cô ấy để lại. Trước khi chết, cô ấy đã nhắn nhủ tôi giao cho con. Đôi hài này vốn có màu đỏ tươi, nhưng lại bị máu của Đỗ Quyên nhuộm thẫm mới trở thành màu đỏ sẫm như bây giờ. Thật ra cô ấy vẫn bị chôn vùi dưới gốc cây hòe già ở sau núi. Hàng năm vào ngày giỗ, tôi đều lén đi tế bái." Triệu Khiêm nghe vậy mới cúi đầu thật thấp, bái lại Lãnh Sương: "Cảm ơn dì đã nói cho con biết sự thật, những người khác trong nhà đâu, sao chẳng còn ai nữa?" Lãnh Sương cười lạnh: "Từ sau khi con đi, cái nhà này chẳng còn yên bình nữa, người chết liên tiếp." Chương 160. Thì ra sau khi Triệu Khiêm đi, việc làm ăn của nhà họ Triệu xuống dốc không phanh, trong nhà cũng trở thành vùng đất chết. Những nhà khác chỉ cách một con đường thì chẳng có chuyện gì, nhưng trong nhà thì đến cả gia súc cũng mắc ôn dịch, chưa đến một năm mà đã chết hết chẳng còn con nào. Ông Triệu tìm thầy bói nổi tiếng ở gần đó đến xem thử. Kết quả là thầy bói vừa vào cửa thì đã không nói không rằng, quay đầu bỏ về. Đến nhà thì đóng cửa đuổi khách, nói sao cũng không chịu đến nhà họ Triệu nữa. Ông Triệu biết thầy bói này đã nhìn ra được điều gì nhưng không chịu nói, bèn vung một số tiền lớn hơn mời người nơi khác đến.
Kết quả là vẫn y thế, thậm chí có thầy bói còn chưa vào cửa đã bỏ đi luôn. Sang năm sau, khi gia súc trong nhà chết hết, thì bắt đầu đến lượt người chết. Mới đầu là người hầu trong nhà, chẳng hiểu nguyên cớ gì mà thắt cổ, nhảy giếng. Đêm hôm trước, lúc ăn cơm còn cười cười, nói nói. Sáng hôm sau đã treo cổ chết trong chuồng gia súc, không hề có dấu hiệu gì. Người hầu nhanh chóng đồn nhau rằng oan hồn của Đỗ Quyên trở về, muốn lấy mạng những kẻ đã từng ức hiếp mình. Đám người hầu cũ ít ỏi còn lại từng ức hiếp Đỗ Quyên đều chột dạ, nên dĩ nhiên là sợ hãi không chịu nổi, nhân lúc nửa đêm lén lút trốn đi. Mấy người hầu thì chạy được, nhưng đám vợ bé trong viện thì chẳng có nơi nào để chạy. Những người này đều không ở kỹ viện thì cũng từ đoàn kịch gánh hát mà ra, làm gì có nhà mẹ đẻ, dù có thì cũng đã chết hết từ lâu rồi. Ví dụ như Lãnh Sương, từ bé đã bị anh trai và chị dâu bán vào gánh hát. Bây giờ cô đã chẳng còn biết nhà mình ở nơi nào, người nhà mẹ đẻ họ tên là gì. Rời khỏi nhà họ Triệu cổ hủ vô cùng này cũng chỉ còn một con đường chết. Nhưng dù vậy, vận xui dường như vẫn không có ý định buông tha cho từng người trong nhà họ Triệu. Kẻ đầu tiên gặp chuyện không may là dì Hai. Năm đó, cô ta đứng đầu bảng trong thanh lâu của tỉnh. Đến nay, tuy đã hoa tàn ít bướm, nhưng quả thật mồm miệng thì vẫn khéo léo nên không chịu thấp hơn ai. Ban đầu, lúc vừa vào cửa, bà ta đấu đá với dì cả, không hề thiệt thòi chút nào. Tối hôm đó, đám vợ bé cùng chơi mạt chược. Ai ngờ dì Hai lại vô cùng may mắn. Ba bà vợ bé còn lại đều liên tục đánh quân cho bà ta ăn. Ván cuối còn hồ ngon lành. Thiên hồ thanh nhất sắc điều long. Ba người còn lại tuy đều thua, nhưng càng chơi lại càng thấy kỳ lạ. Cuối cùng khi thấy bài của dì Hai quá đẹp, vẻ mặt bọn họ đều trở nên quái lạ, kinh hãi không dám thốt lấy một câu. Mọi người tính tiền xong, dì Hai vui vẻ ngâm nghe, vừa đi vừa đếm tiền. Mấy bà vợ bé khác đều nhìn nhau, không biết nói gì cho phải. Cuối cùng vẫn là dì cả mở lời. Con Hai hôm nay số thơm thế, tôi lại cảm thấy quái lạ sao ấy nhỉ, đánh con gì nó cũng ăn. Dì Ba và dì Tư tuy cũng nghĩ vậy nhưng lại không định nói gì nhiều, bèn im lặng ai về phòng người nấy. Hôm đó đúng ngày giữa tháng nên trăng rất to. Dì Tư Lãnh Sương tựa cửa sổ ngắm trăng, cũng chẳng phải thật sự nhàn nhã có thú vui ít ai biết này, mà là luôn canh cánh về ván bài lúc tối, cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Quả nhiên vừa qua canh ba thì chợt nghe thấy tiếng hét thảm thương trong viện của dì Hai, dọa mấy phòng khác đều bật sáng đèn. Đêm đó, ông Triệu ngủ trong phòng dì cả, nghe như vậy thì sợ hết hồn. Từ khi bọn người hầu trong nhà đi hết, ông Triệu thuê mấy gã trẻ tuổi giỏi võ, lập đội bảo vệ, chuyên đi tuần tra trong nhà. Tiếng hét thảm thiết kia dĩ nhiên cũng bị đội bảo vệ này nghe thấy. Lúc họ nương theo tiếng hét đi vào phòng, đã thấy dì Hai trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Dưới thân chảy đầy nước tiểu, người thì trông như sợ hãi quá độ. Tuy thành viên trong đội bảo vệ này đều là những thanh niên trưởng thành cường tráng, nhưng cũng bị cảnh này dọa cho hết hồn. Dì Hai này rõ ràng là bị cái gì đó dọa chết mà. Việc này lại càng ứng với lời đồn oan hồn của Đỗ Quyên về đòi mạng. Vì trong mấy cô vợ bé, dì Hai đối xử với Đỗ Quyên tàn nhẫn, độc địa nhất. Lúc ông Triệu chạy đến nơi, thì đội bảo vệ đã rút ra khỏi phòng của dì Hai, đứng chờ trong viện. Thấy ông ta đến, mặt người nào người nấy đều như gặp phải ma. Ông Triệu hồi trẻ xuất thân là vệ sĩ, thứ không tin nhất là tà ma. Ông ta không nói không rằng, đạp phăng cửa phòng ra rồi tự đi vào. Trông thấy xác của dì Hai, ông ta vẫn bị dọa đến nhũn cả chân, ngồi phịch xuống đất. Người bên ngoài đợi mãi không thấy ông Triệu ra,
Vì thế đội trưởng đi vào xem thử. Kết quả trông thấy ông Triệu đang co giật dưới đất. Họ lập tức tìm thầy lang về bắt mạch cho ông Triệu. Mới ra là ông ta trúng gió. Tiếp đó thầy lang lại nhìn xác của dì hai, sau đó lắc đầu liên tục. Gan vỡ nát rồi, hết cứu nổi. Vì ông Triệu trúng gió nên nhà chỉ chôn cất dì hai qua loa, nói với người ngoài rằng bà ta bị bệnh chết. Nhưng trong nhà thì như có mây đen bao trùm, những người còn lại ngày nào cũng sống trong thấp thỏm. Dì cả có một đứa cháu họ xa, bà ta gom ít đồ nữ trang đáng giá của mình, thừa dịp ông Triệu nhiễm bệnh nên trộm ít tiền, định đi tìm đứa cháu họ đã nhiều năm không gặp xin nương tựa. Nhưng chưa đi được mấy dặm thì đã gặp phải thổ phỉ. Dì cả liều mạng không chịu để tiền tài lại, nên cuối cùng bị thổ phỉ đánh chết. Người thân trong tộc đến thăm ông Triệu đều khuyên ông mau gọi Khiêm Nhi từ Nam Dương về. Nhưng ông Triệu lại chẳng nói gì mà xua tay, không đồng ý gọi Triệu Khiêm về vào lúc này. Thật ra, ông ta đã đoán được phần nào tại sao tai họa này lại ập xuống. Nếu bây giờ để Triệu Khiêm trở về, chỉ sợ đứa con trai này cũng khó mà giữ được mạng. Lúc bấy giờ, trong nhà chỉ còn dì ba và dì tư. Tính tình dì tư lãnh xương, lạnh lùng. Lúc lão gia trúng gió, cô cũng không muốn liếc ông ta một lần. Ở trong phòng một mình ăn chay niệm Phật, ai không biết chuyện còn tưởng là đang cầu phúc cho ông Triệu. Nhưng thực tế thì ngày nào cô cũng nguyền rủa cho ông ta chết nhanh lên. Tính tình dì ba lại âm hiểm, gian trá, nhưng lại không biết nhìn người. Trước đây, chính bà ta đã âm thầm xúi dì cả và dì hai cùng ức hiếp Đỗ Quyên. Bây giờ thì hay rồi, dì cả và dì hai đều chết hết. Lúc này, bà ta còn kém hơn cả cô. Tuy dì ba hầu hạ bên cạnh ông Triệu, nhưng lại như chim sợ cành cong, ngay cả cơn gió lùa qua ngọn cỏ, cũng dọa cho phát hoảng. Ngày qua ngày lại, cuối cùng bà ta bị điên. Dì ba điên rồi, lãnh xương rơi vào đường cùng, đành phải ra khỏi Phật đường, lo liệu chuyện trong nhà. Nhưng nào còn gì để mà lo nữa? Tổng cộng còn ba người, thì một người bị bệnh, một người điên. Chương 161. Cuộc sống như vậy cũng không quá lâu. Cho đến một buổi sáng, lãnh xương ra giếng sau viện múc nước thì thấy một cô gái tóc dài đang nổi lềnh phềnh ở trong nước. Nhìn kỹ lại, quả đúng là dì ba đã bị dọa cho phát điên từ lâu. Nhà họ Triệu bây giờ chỉ còn lại ông Triệu bị bệnh tật dày vò và dì tư lãnh xương gầy gò yếu đuối. Ông Triệu tự thấy mình ngày càng yếu đi. Nếu lúc này còn không gọi con trai về, thì chỉ e sau khi Triệu Khiêm quay lại, gia nghiệp nhà họ Triệu chẳng biết sẽ rơi vào tay ai. Vì thế, ông ta gửi điện báo cho con trai ở Nam Dương xa xôi, bảo anh nhanh chóng quay về. Ông Triệu thấy con trai mình thì nước mắt lưng tròng. Tuy không nói được rõ ràng, nhưng vẫn hoa tay múa chân ra hiệu cho Triệu Khiêm mau đến bên mình. Nhưng Triệu Khiêm không có vẻ vui mừng khi gặp lại người thân, mà lại căm hận nhìn bố, chẳng hề tiến tới nửa bước. Cuối cùng vẫn là lãnh xương đẩy anh qua. Sang đó đi, ông ta sắp đi rồi, dù sao thì cũng là bố con, dù ông ta đúng là kẻ ác độc thật. Triệu Khiêm ngẫm thấy cũng đúng, đạo lý rõ ràng như thế, ngay cả một cô gái như dì Tư cũng biết, thì sao anh ta có thể không biết chứ? Nhưng vừa nhìn vào khuôn mặt đó của bố mình, anh ta lại nhớ đến Đỗ Quyên đã chết và cả đứa con chưa chào đời. Chút sức lực cuối cùng của ông Triệu cũng đổi lại được con trai đến bên, nhưng con trai chỉ nói một câu, ông ta đã tắt thở đi chầu trời. Triệu Khiêm bình thản nói, bố biết không,
con cũng như bố năm đó, đã hỏng bộ phận sinh dục rồi. Bố đã từng tự tay đánh chết cháu trai ruột của bố. Nhà họ Triệu chúng ta tuyệt tự rồi. Ông Triệu chết, nhà họ Triệu từng hiển hách một thời cũng suy tàn từ đó. Triệu Khiêm chôn bố mình vào một chiếc quan tài đơn sơ, rồi cầm đôi hài kia ra chỗ chôn cất Đỗ Quyên ở sau núi. Về sau, anh ta bán tống bán tháo ngôi biệt viện này, rồi đưa một phần tiền cho Lãnh Xương dưỡng già. Còn anh ta thì mang đôi hài của Đỗ Quyên rời khỏi quê nhà, đi biệt xứ. Nghe đồn, từ đó về sau, không còn ai gặp lại đại thiếu gia Triệu Khiêm của nhà họ Triệu nữa. Lần đầu tiên Lê Quốc Đống nghe được câu chuyện này, ông ta đã muốn cải biên nó thành kịch bản, còn đích thân đến nơi khởi nguồn của nó, thị trấn Hoàng Sơn, cũng đã tìm được biệt thự cổ năm xưa. Chủ hiện tại của ngôi biệt thự là Trương Duệ, người sưu tầm nhà cổ. Rất si mê với văn hóa Huy Châu nên đã mua lại nó. Lúc ông ta nghe đạo diễn Lê muốn quay bộ phim về căn biệt thự cổ này, còn đề nghị cung cấp địa điểm miễn phí cho đoàn phim. Hai người thống nhất với nhau, Lê Quốc Đống còn khẳng định sẽ không dùng chùa của ông ta, mà ở cuối bộ phim sẽ có một đoạn phim ngắn giới thiệu về nơi này. Trương Duệ đương nhiên là mong còn chẳng được, bèn kể cho Lê Quốc Đống nghe một câu chuyện đã xảy ra trước đó mà ông ta nghe được. Chuyện xảy ra vào những năm 1970. Lúc đó, vì kinh tế Trung Quốc lạc hậu, người dân có thu nhập thấp, biệt viện tàn tạ này bị chính phủ tịch thu rồi chia cho người khác. Lúc bấy giờ, có một người đàn ông họ Lưu làm việc ở Cục Lương thực, được đơn vị phân cho một viện nhỏ trong biệt viện. Ban đầu, lúc cả nhà bọn họ vừa chuyển vào, thì mọi chuyện vẫn bình thường. Mãi đến khi con gái được sinh ra vào vài năm sau, trong nhà bắt đầu xảy ra một số chuyện đáng sợ. Năm cô con gái được 2 tuổi, đang thời điểm bi bô tập nói, thì thỉnh thoảng lại nói những câu quái lạ. Ban đầu nhà họ Lưu không xem là thật, nhưng về sau, cứ nửa đêm là con gái lại khóc ầm lên, kêu rằng trong phòng có một người đàn ông, con bé sợ. Việc này làm người trong nhà hết hồn. Xã hội lúc đó không thích hợp để nói những chuyện ma quỷ này. Nhưng con gái ngày nào cũng gào khóc, không tốt cho sức khỏe của cô bé. Người lớn cũng chẳng được ngon giấc, nên không tài nào yên tâm làm việc được. Về sau, không còn cách nào khác, mẹ con bé mới đến tìm bà Tôn ở quê mình, một vị thu hồn trẻ con mà mẹ con bé rất sợ thời còn nhỏ. Họ nói với người ngoài rằng bà Tôn là người nhà ở quê lên thăm, nhưng thật ra là đến xem cho con gái mình. Sau khi bà Tôn đến nhà, nhìn quanh đã thấy căn phòng này là lạ chỗ nào đó, nhưng khi ấy lại không nói rõ được là gì. Đêm đó, bà Tôn ôm cô bé ngủ cùng. Kết quả là vừa qua nửa đêm, cô bé đã đúng giờ bắt đầu khóc. Bà Tôn vỗ lưng, miệng lẩm bẩm gì đó. Khỏi phải nói, đúng là cô bé dần nín khóc. Chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi. Tuy bà Tôn không biết là có chuyện gì, nhưng bà dám chắc rằng nó có liên quan đến căn phòng này. Thế là bà Tôn lại quan sát mấy đêm liền, phát hiện ra cô bé vừa qua 12 giờ là sẽ bừng tỉnh, khóc lóc ầm ĩ. Còn nói cái gì mà trong phòng có một người đàn ông, nó sợ. Vì ở chung mấy ngày nên bà Tôn đã quen thân với cô bé, bèn hỏi rằng người đàn ông kia trông thế nào. Nó vừa khóc vừa nói: "Ông ấy đội một chiếc mũ đen, mặc bộ đồ dài dài màu xám, tay cầm đôi hài đỏ bé bé." Bà Tôn biết đây đã là tất cả những gì con bé có thể miêu tả rồi. Còn bà dù sao cũng đã ngần này tuổi, có gì mà chưa từng thấy nữa. Bà cảm thấy theo cách miêu tả của con bé, người đàn ông này ăn mặc rất giống quần áo thời dân quốc. Vì thế bà bèn dỗ con bé rồi hỏi tiếp: "Niếp niếp,
cháu có thấy người đàn ông đó đứng ở đâu không? Con bé phát run lên, rõ ràng là rất sợ hãi. Nhưng có lẽ do không có ai tin, cũng chẳng có ai hỏi nó nhiều như vậy. Mà bà Tôn này lại chịu tin mình. Nên cô bé cố lấy can đảm, chỉ vào bức tường ở phía đông rồi nói: "Ông ta đứng ở đó." Ngày hôm sau, bà Tôn đứng quan sát bức tường hồi lâu, sau đó lại đưa tay gõ nhẹ, thì giật mình phát hiện bức tường này rỗng không. Bà nói chuyện này với người nhà họ Lưu, ông bố xem thử mới phát hiện sau căn nhà mình ở mấy năm này lại còn có một không gian rỗng khác. Vì thế cuối tuần đó, ông ấy đã gọi mấy người bạn tốt của mình đến đục bức tường ra. Nhưng sau khi đục tường, mọi người đều kinh hãi vô cùng. Ngay đằng sau bức tường lại có một căn phòng nhỏ chưa đến 10 mét vuông. Bên trong có bày một chiếc giường to, một cái bàn và ghế. Nhưng đáng sợ nhất là còn có một bộ xương mặc áo dài màu xám, đầu đội mũ dạ, ngồi ngay ngắn trên ghế. Trong tay cầm đôi hài gót sen ba tấc của phụ nữ thời xưa. Nhà họ Lưu báo cảnh sát ngay. Sau khi đến điều tra, cảnh sát kết luận người đàn ông này đã chết được mấy thập niên rồi. Có mấy cụ già hơn 80 tuổi ở gần đó nhớ ra, đây có lẽ là đại thiếu gia Triệu Khiêm của nhà họ Triệu năm đó. Chương 162. Tuy nhà họ Lưu lại có thêm một căn phòng hơn 10 mét vuông, nhưng nghĩ đến việc đã sống cùng một xác chết những 5-6 năm thì sợ hãi khôn kể. Vì thế, họ bán căn nhà đi với giá thấp. Về phần cảnh sát đưa di hài đi, cũng không mang đôi hài đỏ theo. Sau đó, nó được để lại cho chủ nhân tiếp theo của căn nhà. Trương Duệ đã mua ngôi biệt thự này từ một người chủ cũ, đồng thời được tặng kèm đôi hài đỏ truyền kỳ này. Lê Quốc Đống nghe xong thì vội đề nghị muốn xem đôi hài đó. Nhưng Trương Duệ lại nói ông ta đã bán nó cho một người bạn sưu tầm đồ cổ khác, tên là Đoạn Chiêu Dương, người Bắc Kinh. Nếu Lê Quốc Đống thật sự muốn xem, ông ta có thể đưa số di động của Đoạn Chiêu Dương cho. Thế là sau khi trằn trọc, Lê Quốc Đống về Bắc Kinh liên lạc với Đoạn Chiêu Dương. Người này rất say mê các loại quần áo, trang sức cổ. Hơn nữa còn có một ngôi nhà cấp 4 nhỏ ở Bắc Kinh, là quán đồ cổ tư nhân. Đôi hài đỏ kia được trưng bày ở đó. Lần đầu tiên Lê Quốc Đống nhìn thấy đôi hài màu đỏ sẫm kia, đã bị nó hấp dẫn vô cùng. Ông ta không biết là cô gái xinh đẹp thế nào đã đi nó vào mấy chục năm trước. Thế là lại tưởng tượng ra nụ cười của cô. Cuối cùng, Đoạn Chiêu Dương đưa đôi hài này cho Lê Quốc Đống. Ông ta chuẩn bị đưa nó vào đoàn làm phim, cho nhân viên tổ trang phục dựa theo để làm ra một đôi hài tương tự, sẽ dùng cho việc quay phim sau này. Cũng chính vì đôi hài rất quý báu, nên Lê Quốc Đống sợ gửi máy bay sẽ có sơ sót gì, bèn đề nghị với ông chủ đầu tư cho bộ phim rằng muốn ngồi máy bay tư nhân của ông ấy đến Hoành Điếm. Nhưng tôi không ngờ rằng tất cả ký ức của Lê Quốc Đống đã dừng lại ngay sau khi ông ta lên máy bay mini kia. Đến lúc hoàn hồn lại, tôi thấy trước mắt hơi tối, cả người lắc lư. Lần này cảm nhận hơi lâu, khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Đinh Nhất thấy vậy thì đến đỡ tôi ngồi xuống. Ngụy Tuyết Giai cũng bị tôi dọa, nhưng thấy tôi trở lại bình thường nên rót cho chén trà để tôi bình tĩnh lại. Tôi uống trà nóng xong đã dễ chịu hơn một chút, ngẩng đầu hỏi cô ấy: "Có phải đạo diễn Lê mang một đôi hài lên máy bay không?" Ngụy Tuyết Giai biến sắc: "Đúng vậy, lúc anh ấy cầm thứ đó lần đầu, tôi đã cảm thấy lòng nao nao, không tả được đó là gì. Tóm lại, tôi rất không thích nó. Dù sao, vừa nghĩ đến đấy là thứ mà một cô gái chết thảm mấy chục năm trước đi, tôi lại thấy sợ.
Tôi gật đầu. Vậy là đúng rồi, có lẽ vấn đề nằm ở đôi hài của cô gái đó. Thế là tôi kể lại hết những ký ức của Lê Quốc Đống mà mình thấy cho chú Lê và Đinh Nhất. Chú Lê cũng lắc đầu. Thứ đồ xui xẻo như thế đúng là không nên đưa lên máy bay. Thế phải làm sao bây giờ? Cháu chỉ có thể cảm nhận được những chuyện trước khi họ lên máy bay. Còn sau đó xảy ra chuyện gì thì cháu không biết. Tôi sốt ruột hỏi chú. Nhưng chú Lê lại xua tay. Không vội, chú đoán là hôm nay cháu sử dụng não quá độ nên mệt mỏi thôi. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, có lẽ ngày mai sẽ ổn. Tôi biết chú Lê nói có lý, lúc này cũng chỉ đành như vậy. Sau khi rời khỏi nhà Lê Quốc Đống, chúng tôi về khách sạn. Vì quá mệt mỏi nên chúng tôi chỉ ăn bữa tối qua loa trong nhà ăn của khách sạn, rồi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Ai ngờ vào lúc này tôi lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Chỉ có điều bóng người đó chợt lóe lên, đi vào thang máy phía trước chúng tôi. Ngay lúc đó, Đinh Nhất cũng trở nên cảnh giác. Chú Lê thấy hai chúng tôi khác thường thì hỏi. Sao thế? Tôi nghi hoặc nói. Không có gì, chắc là cháu nhìn nhầm rồi. Không ngờ Đinh Nhất lại nói chắc nịch. Không nhầm đâu, đúng đó, tôi ngửi thấy mùi lẳng lơ của hắn. Xem ra tôi và Đinh Nhất đều nhận ra bóng người đó chính là Trang Hà. Cái tên này đến đây làm gì? Bình thường anh ta xuất hiện là chả có chuyện gì tốt. Sau khi về phòng, tôi tắm rửa rồi đi nằm sớm. Nhưng chẳng hiểu sao, vừa nhắm mắt thì đôi hài đỏ lại hiện lên trước mặt. Tuy chưa từng trông thấy bóng dáng của Đỗ Quyên trong ký ức của Lê Quốc Đống, nhưng đôi hài nhỏ kia thì hiện hiện quá chân thật. Cuối cùng vì nằm khó chịu quá nên tôi nghiêng người ngồi dậy. Ai ngờ vừa ngẩng đầu đã trông thấy một người đang ngồi trên ghế ở trong phòng. Tôi hốt hoảng, nhưng nhìn lại mới thấy người đó chẳng phải Trang Hà thì là ai. Tôi vội nhìn sang Đinh Nhất, phát hiện ra anh ta không ở trên giường. Lúc này trong phòng tắm có tiếng nước rào rào, chắc anh ta đang tắm. Anh muốn làm gì? Tôi khiếp đạm hỏi. Trang Hà buồn cười nói. Tôi cũng lấy làm lạ. Cậu nói xem, trước đây tôi từng ngủ với vợ cậu hay lừa đảo gì cậu à? Sao lần nào cậu gặp tôi cũng cảnh giác như thế chứ? Có phải vì thằng nhóc đang tắm rửa trong đó không? Đừng có nghĩ cậu ta tốt đẹp gì. Cậu ta còn xấu xa hơn tôi nhiều. Tôi khẽ xì khinh bỉ. Người khác có lẽ tôi không dám nói, nhưng anh ấy à? Anh thì tốt lành gì? Trong lòng tôi, Đinh Nhất không phải là người mà anh chỉ nói vài câu là đã châm ngòi, thay đổi hình tượng được nhé. Có việc gì thì mau nói đi, tôi còn muốn ngủ. Tôi nói trước, nếu anh không nói, lát nữa Đinh Nhất ra thì sẽ đánh anh đến nỗi tới mẹ mình cũng chẳng nhận ra được. Trang Hà bĩu môi rồi nhún vai trả lời. Thôi được, lòng tốt lại bị xem là lòng lang dạ sói. Tôi hôm nay đến đây là muốn nhắc nhở cậu. Oán khí của thứ kia quá nhiều, tốt nhất là cậu đừng có quản nữa, trả lại tiền cho bà Lê kia đi. Tôi hốt hoảng nói khẽ. Cái gì cơ? Tôi không biết anh nói gì. Giả vờ đi, cậu cứ giả vờ đi. Đừng nói tôi không nhắc nhở. Đến lúc xảy ra chuyện thật thì đừng có trách tôi. Trang Hà hơi tức giận. Lúc trước tôi gặp Trang Hà đều chỉ thấy dáng vẻ lưu manh, hiếm khi thấy nghiêm túc như lúc này. Có lẽ lời của anh ta là thật chăng? Trang Hà thấy tôi im lặng không nói gì, lại chêm vào. Cậu gọi cho chú họ hỏi xem cậu có thể động vào thứ đó được không? Ngay cả lão cáo già lão luyện như Lê Chấn Hải cũng không đối phó được cô ta, biết chưa? Anh ta không nhắc đến chú họ còn đỡ. Nhắc đến là tôi lại tức giận, nói. Đồ lừa đảo, chú họ không hề quên anh. Nói đi, anh là con hồ ly hoang từ núi nào chạy đến? Không ngờ Trang Hà nghe xong lại ngây như phỗng, sau đó lầm bầm làu bầu. Chú họ của cậu mới là lão hồ ly đấy. Ông ta đã không muốn nói với cậu thì thôi, nhưng cậu nhất định phải hỏi ông ta xem nên giải quyết việc này thế nào. Đừng có tùy tiện đi tìm thứ đó.
Lúc này, Đinh Nhất nghe thấy tôi nói chuyện thì choàng khăn tắm đi ra hỏi. Cậu nói chuyện với ai đấy?